Ukraine dội OA tên lửa và UAV vào lãnh thổ Nga trong đêm Thêm một tỉnh biên giới với Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp Nga tố NATO chỉ đạo Ukraine tấn công Kursk Ông Biden lên tiếng Liên Hợp Quốc đưa ra yêu cầu bất ngờ với Nga về tỉnh Kursk Bà Nikki Haley nêu giải pháp thu hút cử tri cho ông Trump. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đánh chặn 4 tên lửa và 117 máy bay không người lái của Ukraine phóng vào lãnh thổ nước này trong đêm. Đài RT cho biết 4 tên lửa là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokau. Số tên lửa và máy bay không người lái nêu trên do Ukraine phóng vào nhiều khu vực của Nga và hầu hết bị đánh chặn trên bầu trời vùng Kursk. Những khu vực khác là mục tiêu của đợt tấn công này bao gồm các vùng Voronezh, giáp biên giới Ukraine, Belgorod, Nizhny Novgorod, Volgograd, Bryansk, Orion và Rostov. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chưa có báo cáo về thương vong, song các mảnh vỡ tên lửa và máy bay không người lái đã làm hư hại nhiều tòa nhà và phương tiện đi lại. Chiến trường Nga-Ukraine vẫn diễn biến ác liệt. Chỉ trong 24 giờ, quân đội Nga đã đạt được kết quả đáng chú ý khi bắt giữ 280 binh sĩ Ukraine và phá hủy 27 xe tăng, xe bọc thép, chặn đứng đà tiến công của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk. Điều sốc hơn nữa là một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật OTRK Iskander và một địa điểm ở khu vực Kharkov của quân đội Nga khiến bốn tướng cấp cao Ukraine đã bị thiệt mạng, trong đó có ba pháo tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine. Chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk của quân đội Ukraine đã hết tính bất ngờ. Quân đội Nga đã chặn đứng bước tiến của Ukraine bằng quân tăng viện và lợi thế về hỏa lực. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả vào lực lượng Ukraine gần Dalino, Gogolevka, Melovoi, Nikonskoy và ở phía tây thị trấn Suza trong trận đánh gần Suza, không quân Nga đã thể hiện khả năng hỗ trợ trên không mạnh mẽ khi phá hủy 5 xe bọc thép chở quân Stryker của Mỹ. Cùng lúc đó, gần Martinovka, một đơn vị của Ukraine cũng hứng chịu đợt tấn công ác liệt của quân đội Nga. Điều đáng nói là quân đội Nga còn tấn công vào vị trí dự bị của quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy của Ukraine bằng bom lượn có điều khiển và tên lửa tầm xa. Những địa điểm này đã được quân đội Ukraine sử dụng để làm vị trí xuất phát tiến công vào khu vực Kursk bằng các hành động chiến đấu quyết liệt, khẩn trương, liên tục. Quân đội Nga không chỉ làm suy yếu sức mạnh tấn công của quân đội Ukraine mà còn củng cố thêm vị thế phòng thủ của mình theo hướng Kursk, đồng thời tạo thế để chuẩn bị đưa lực lượng dự bị vào tổng công kích. Tờ Wall Street Journal của Mỹ có bài viết dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự cho rằng các bước đi của Kiev ở khu vực biên giới Nga là vô nghĩa xét về mặt chiến thuật tác chiến do lực lượng vũ trang Ukraine vừa không đủ mạnh trong cuộc tấn công xuyên biên giới, vừa tiếp tục thất bại ở các khu vực khác. Tân Hoa xã cho biết, thống đốc tỉnh biên giới Benogrod của liên bang Nga Vyacheslav Gladkov đã thông tin trên kênh Telegram của mình rằng tỉnh này đã ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực do tình hình gia tăng căng thẳng từ các cuộc tấn công của Ukraine. Ông Gladkov cho biết thêm là chính quyền Benogrod sẽ cân nhắc nâng tình trạng khẩn cấp lên cấp liên bang. Theo ông Gladkov tình hình ở khu vực Belgorod vẫn cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Các cuộc pháo kích hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine đã dẫn đến việc phá hủy nhà cửa cũng như gây thương tích và tử vong cho dân thường. Trong một bài phát biểu qua video, ông Gladkov nói rằng chính quyền quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ khu vực Belgorod để bảo vệ thêm cho người dân và hỗ trợ thêm cho những người bị ảnh hưởng. Mới đây, cũng trên kênh Telegram của mình, thống đốc Gladkov cho biết có khoảng 11.000 người đã được sơ tán khỏi quận Krasnoyarsky ở khu vực Belgorod của Nga do các hoạt động gia tăng của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông Gratkov, trong số những người di tản, có khoảng 1.000 người hiện đang ở trong các trung tâm lưu trú tạm thời. Bộ trưởng Quốc phòng Litva, ông Laurinas Kasiunas cũng cho biết cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk đã buộc Nga phải điều động lực lượng từ Kaliningrad đến khu vực giao tranh. Ông đã nói rằng chúng ta đang thấy Nga tái triển khai lực lượng đến Kursk. Tôi nói với người dân Litva, hãy nhìn cách Ukraine đang chiến đấu. Nga đã phải rút quân khỏi Kaliningrad. Chúng tôi gọi đó là động thái phi quân sự hóa Kaliningrad. Và điều đó diễn ra là nhờ lòng dũng cảm của các bạn, nhờ vào quyết định của các bạn. Bộ trưởng Kasyunas tin rằng việc các đồng minh của Kiev cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga là bước ngoặt trước đó litva tuyên bố sẽ cung cấp cho ukraine một đợt hỗ trợ quân sự mới bao gồm các hệ thống phòng không tầm ngắn xe bọc thép và thiết bị chống máy bay không người lái đáp lại tổng thống zelensky đã cảm ơn litva vì sự hỗ trợ toàn diện bao gồm cả việc cung cấp vũ khí cho ukraine trong cuộc xung đột với nga hai bên cũng thảo luận về sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng ukraine và sự hỗ trợ từ vinius cho quá trình hội nhập của kiev vào châu âu cũng như khu vực châu âu đại tây dương theo Pravda, Thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga đã lên án Mỹ và NATO vì chiến dịch đột kích của Ukraine ở Kursk, đồng thời cập nhật về tình hình giao tranh ở khu vực này. Ông Alaudinov đã phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 rằng Bộ Tư lệnh NATO chắc chắn đã tham gia vào quá trình triển khai chiến dịch này. Họ đã tham gia vào việc tổ chức chiến dịch. Tôi tin rằng các tướng lĩnh Mỹ đã chỉ đạo chiến dịch này và cuối cùng tất cả họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo tướng Nga, một số lượng lớn lính tư nhân nước ngoài đã tham gia vào chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Các chuyên gia từ lực lượng vũ trang của các nước phương Tây có thể đã tham gia vào cuộc tấn công này. Trước đó, ông Alaudinov cho biết lính tư nhân Pháp và Ba Lan đã tham gia vào chiến dịch Kursk của Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, trả lời câu hỏi của báo giới tại New Orleans, Tổng thống Biden cho biết ông đã được tóm tắt 4 đến 5 tiếng một lần về các hoạt động của Ukraine tại Kursk trong những ngày qua. Ông Biden nói khi bình luận về chiến dịch của Ukraine rằng điều này đang tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho Tổng thống Putin. Đề cập đến cuộc tấn công của Ukraine trong thời gian gần đây, phía Nhà Trắng cho biết Ukraine đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào trước đó về cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre khẳng định Washington không liên quan đến chiến dịch này. Bà Karin Jean-Pierre nói, chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Ukraine về hướng tiếp cận của họ. Nhưng việc chia sẻ là thực sự tùy thuộc vào họ. Bà nói thêm, những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm như chúng tôi đã làm trong hơn 2 năm qua là tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà họ cần. Mỹ đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk không phải là hành động leo thang và Kiev đang hành động để phòng vệ. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh trước đó tuyên bố rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đột kích vào vùng biên giới Nga phù hợp với chính sách của Washington. Về phía Nga, Tổng thống Putin tin rằng chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Ukraine là nhằm cải thiện vị trí đàm phán của Kiev trước thêm các cuộc trao đổi có thể diễn ra và làm chậm nhịp độ tiến công của Nga dọc tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân chiến thuật, máy bay không người lái UAV lực lượng tên lửa và pháo binh đã phá hủy một tiêm kích Su-27 triển khai ở căn cứ không quân Ukraine cùng đài radar, ba bệ phóng thuộc tổ hợp S-300PT và nhiều điểm tập kết binh lực của đối phương. Video từ UAV trinh sát tầm cao được công bố cùng ngày cho thấy đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào sân bay quân sự Mirgorod. Trong video, tiêm kích Su-27 Ukraine bị phát hiện tại bãi đỗ có công sự che chắn gần đầu đường băng. Quả đạn Iskander-M lao xuống và phát nổ bên cạnh máy bay, tạo ra đám khói trắng bao trùm một góc căn cứ. Cột khói xám lớn bốc lên sau đó cho thấy nhiều khả năng đã xảy ra cháy lớn, có thể khiến chiếc Su-27 bị phá hủy hoàn toàn. UAV Nga liên tục quần thảo và không có dấu hiệu bị ngăn chặn, dù sân bay Mirgorod nằm sâu trong hậu phương Ukraine và cách tiền tuyến khoảng 150 km. Theo hãng tin Sputnik, hồi đầu tháng 7, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công với các tên lửa Iskander-M vào bãi động máy bay quân sự Ukraine Tại sân bay Mirgorod, kiểm soát khách quan xác nhận thiết bị hàng không quân sự đã bị phá hủy. Bộ quốc phòng Nga còn cho biết thêm rằng cuộc tấn công này đã phá hủy 5 chiếc tiêm kích đa nhiệm Su-27 đang hoạt động và gây thiệt hại những chiếc khác đang được sửa chữa. Trong khi đó, phía Ukraine cho hay có cuộc tấn công vào sân bay nhưng Nga đã phóng đại thiệt hại. Các blogger quân sự Ukraine cho hay một máy bay, bay không người lái UAV do thám của Nga trước đó đã bay phía trên sân bay giúp tiến hành cuộc tập kích này. Quan chức lực lượng không quân Ukraine Yuri Inak, cho biết, phía Ukraine không có đủ phương tiện để phá hủy những UAV do thám của đối phương, nên đó là mối đe dọa rất nghiêm trọng. Ông phân tích, nó bay và báo cáo mọi thứ một cách trực tuyến, sau đó các tên lửa Iskander phóng đến chỉ trong vài phút, quá rõ ràng. Căn cứ Mirgorod là nơi đóng quân của lữ đoàn không quân chiến thuật số 831 và 39 của Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi xung đột bùng phát. Địa điểm này từng nhiều lần bị Nga tập kích dữ dội suốt một năm qua, gây thiệt hại nặng nề về khí tài và hạ tầng. Báo chí Nga đang liên tục đưa tin về những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng vũ trang Ukraine ASU nhằm đột phá về phía bắc vùng Kursk, đặc biệt là tới thành phố Kuchatov từ nhiều hướng. Trong bối cảnh sự kiện này, tình hình trong khu vực vẫn vô cùng căng thẳng và giao tranh đang ngày càng trở nên ác liệt hơn. Một trong những giai đoạn gây gắt nhất là cuộc tấn công gần đây vào làng Tiotkino. Theo một số chuyên gia, không quân Ukraine đã sử dụng bom dẫn đường Jdammer nhằm vào một cơ sở lưu trữ ngũ cốc ở địa phương. Điều này cho thấy việc sử dụng vũ khí công nghệ cao trong các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Nga làm phức tạp đáng kể nhiệm vụ phòng thủ. Đáng chú ý hơn, với việc sử dụng bom dẫn đường Jdammer ở độ chính xác cao, cho thấy chúng có nhiều khả năng được ném đi từ tiêm kích F-16 thay vì MiG-29 hoặc Su-27. Một tuần sau khi Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên qua biên giới phía nam của Nga, tất cả những gì còn lại của một đồn biên phòng Nga là tấm kim loại bay phấp phới trong gió, tờ khai hải quan bay tứ tung và một biển báo trên đường có dòng chữ Nga. Bụi tung lên, xe bọc thép của Ukraine ầm ầm chạy qua, không bị cản trở. Đây là cuộc tấn công qua biên giới vào Nga lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tại biên giới, những hộp đạn kêu len keng dưới chân, áo giáp bị vứt bỏ trên đường, dấu hiệu cho là bộc lộ sự bất ngờ của những binh sĩ Nga Đồn biên phòng hiện đã bị phá hủy, mặc dù có một vài ụ súng nhưng rõ ràng là không được chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng xe tăng và pháo binh. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ mô tả lực lượng Nga là được tập hợp vội vàng và không chuẩn bị tốt cho một phản ứng phối hợp. Ukraine đã tiến hành việc chuẩn bị một cách bí mật. Những tán lá dày đặc trong rừng sồi và rừng thích đã che giấu vũ khí hạng nặng của Kiev. Các cuộc tập trận giả đã ngụy trang cho các cuộc di chuyển của quân đội. Những người lính đã tản ra ngủ trong những ngôi nhà bỏ hoang ở các ngôi làng. Theo một phó chỉ huy lữ đoàn Ukraine, ngay cả các sĩ quan cấp cao cũng chỉ đến phút cuối mới được thông báo về cuộc tấn công. Các đoàn xe bọc thép của Ukraine tiến vào Nga là một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc xung đột. Các quan chức Nga cảnh báo rằng cuộc tấn công của Ukraine có thể mở rộng. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự vẫn hoài nghi liệu Nga, quốc gia có quân đội và kho vũ khí lớn hơn nhiều so với Ukraine, sẽ buộc phải chuyển hướng lực lượng khỏi cuộc xung đột bên trong lãnh thổ Ukraine để bảo vệ biên giới của họ hay không. Nga hiện có một số lượng lớn lính nghĩa vụ vẫn chưa tham gia cuộc xung đột tại Ukraine và các binh sĩ này có thể được điều động để cắt cứ ở vùng biên giới. Một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi liệu việc Ukraine thực hiện chiến dịch mạo hiểm như vậy có phải là bước đi hợp lý khi mà Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh sĩ trầm trọng và lực lượng Nga đang trên đà tiến về thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk ở Donbass. Vẫn có khả năng chiến dịch này sẽ phản tác dụng với những người lập kế hoạch. Nếu các lữ đoàn của Ukraine di chuyển nhanh hơn lực lượng pháo binh và phòng không hiểm trợ, họ sẽ bị cô lập, thậm chí bị áp đảo về hỏa lực bên trong khu vực Kursk. Theo giới quan sát, Kiev đang mạo hiểm triển khai hàng nghìn binh sĩ mà họ không có khả năng thay thế. Thực tế, quân đội Ukraine dọc theo tiền tuyến phía đông cho biết họ vẫn cảm thấy áp lực từ phía Nga. Artem Dejako, một sĩ quan đang chiến đấu gần thị trấn Chashopya ở Donetsk cho biết, những người lính của chúng tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ông cho biết lực lượng Nga ở đó vẫn sử dụng tới 10 quả bom trên không mỗi ngày. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR đã đề nghị Moscow cho phép tiếp cận tỉnh Kursk để xác minh những cáo buộc của Nga về việc Ukraine vi phạm nhân quyền. Thông tin này được đưa ra sau khi Ủy viên nhân quyền Nga Tatiana Moskankova kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án Ukraine là chủ nghĩa khủng bố và thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi của Kiev mà Moscow cáo buộc là phạm nhân quyền. Phát ngôn viên OHCHR Ravina Samdasani cho biết, Chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin về tình hình ở tỉnh Kursk của Nga, nhưng nếu không có quyền tiếp cận thì rất khó khăn. Chúng tôi đã yêu cầu Nga cho phép tiếp cận khu vực để có thể thu thập thêm thông tin cần thiết. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Nga về các vấn đề quốc tế, ông Alexei Chepa nói rằng, Moscow có chiều hướng sẽ chấp thuận yêu cầu của Liên Hợp Quốc về quyền tiếp cận tỉnh Kursk của Nga. Phía Nga coi cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk là một cuộc tấn công khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, Ukraine đặt mục tiêu rõ ràng là gieo rắc bất hòa, phá hủy sự thống nhất và gắn kết của xã hội Nga, cũng như muốn cải thiện vị thế trong các cuộc đàm phán khi triển khai chiến dịch tỉnh Kursk. Còn phía Ukraine cho biết, đòn đánh của họ là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga và khiến Nga tập trung về Kursk, ngăn Moscow gửi thêm quân tiếp viện tới mặt trận ở Donbass tiền tuyến miền đông Ukraine. Ngoài ra, giới chức Ukraine cũng tuyên bố chiến dịch tấn công tỉnh Kursk hoàn toàn chính đáng và cho biết họ sẽ dừng lại nếu Nga chấp nhận hòa bình công bằng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tichy tuyên bố rằng Nga càng sớm đồng ý khu vực hòa bình công bằng thì chiến dịch tấn công của Ukraine vào lãnh thổ nước này sẽ càng sớm chấm dứt. Hòa bình công bằng là khái niệm Ukraine thường nhắc tới, hàm ý Nga phải rút quân khỏi toàn bộ vùng lãnh thổ họ kiểm soát ở Ukraine khôi phục biên giới trước xung đột. Nga hồi cuối năm 2022 sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia từ Ukraine, động thái Kiev phản đối và không công nhận. Giới chuyên gia và truyền thông nhận định, chiến dịch tỉnh Kursk là đợt tấn công qua biên giới lớn nhất mà Ukraine thực hiện từ khi xung đột bùng phát, khiến lực lượng Nga bất ngờ. Sắp tới, xe chiến đấu bộ binh KF-41 Linz sẽ sớm được giao cho Ukraine như một phần gói viện trợ quân sự mới từ Đức. Phương tiện này nhận kỳ vọng rất lớn từ Kiev. Xe chiến đấu bộ binh IFV KF-41 Linz do Đức sản xuất có tính năng vượt trội Marder hay M2 Bradley. Phương tiện đặc biệt này sắp có trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine. Theo trang Defense Express, công ty Hymetan là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho lực lượng vũ trang Ukraina. Đức vừa công bố một báo cáo về kết quả kinh doanh của họ trong nửa đầu năm 2024, trong đó đề cập đến tốc độ tăng trưởng ấn tượng, bao gồm lợi nhuận của họ tăng đáng kể nhờ những hợp đồng cung cấp vũ khí cho quân đội Đức, các quốc gia NATO cùng với Ukraina. Giám đốc điều hành hai Metan, ông Armin Papperger lưu ý trong quý 2 năm nay, doanh thu đã tăng 50%. Ông nói: "Chúng tôi chưa bao giờ thấy mức tăng trưởng như vậy." Điều này dẫn đến kỳ vọng doanh số hàng năm vào khoảng 2 tỷ euro trong vài năm tới. Ngoài ra, ông Papager cho biết, xe chiến đấu bộ binh KF-41 Lins sẽ được họ giao cho Kiev vào cuối năm 2024. Mặc dù chưa rõ dòng IFV này có được sản xuất ngay tại Ukraine hay không, nhưng các cuộc thảo luận về việc nội địa hóa như trường hợp Hungary đang diễn ra. Theo thông báo, những cuộc thảo luận về việc cung cấp xe chiến đấu bộ binh KF-41 Lins cũng như việc sản xuất chúng trực tiếp tại Ukraine đã diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Xe chiến đấu bộ binh KF 41 Lynx có cấu tạo gồm 3 khoang: khoang người lái ở phía trước bên trái và động cơ ở phía trước bên phải, khoang chiến đấu ở giữa và một khoang chở bộ binh phía sau. Lynx sử dụng cơ cấu bánh xích địa hình cùng kết cấu đáy kép dạng V bảo vệ xe trước các vụ nổ bởi các loại bom mìn. Lynx KF 41 có trọng lượng 45 tấn, chiều dài 7,7m chiều rộng 3,6 m, chiều cao 3,3 m với kíp chiến đấu 3 và có thể chở theo 8 binh sĩ bộ binh được trang bị vũ khí đầy đủ. Xe được trang bị động cơ DIESEL LiFe 1140 mã lực tương đương 850 kW cho phép di chuyển với tốc độ tối đa đạt 70 km/h, tầm hoạt động 500 km. Ngoài ra, xe cũng có thể vượt qua các rãnh rộng đến 2,5 m, vượt chướng ngại vật cao 1 m và hố sâu 1,5 m. Vũ khí chính của phương tiện chiến đấu này là tháp pháo Lens cỡ nòng 30 mm, tốc độ bắn 200 phát một phút, có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly 3.000 m. Phiên bản cải tiến tiếp theo là một khẩu pháo Votan 35 mm, tương thích loại đạn 35 x 228 mm do 2 metan phát triển. Đây là đạn có thể lắp ngòi điện tử định tầm nổ. được gắn đồng trục bên trái pháo chính là súng máy 2 metan RMG 7,62 mm với tốc độ bắn tối đa 800 phát một phút. Đồng thời xe cũng được trang bị thêm súng phóng lựu khói và ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM Spy LR2. Ngoài ra, Lynx KF-41 còn lắp đặt thêm hệ thống quan sát nhanh ROSI, hệ thống quản lý chiến đấu BMS và hệ thống cảm biến điện quang SEOSS. Chúng được tích hợp trong tháp pháo Lens cùng với tính năng nhận dạng và theo dõi mục tiêu tự động. Bộ Quốc phòng ở Minsk thông báo rằng Belarus đang cử lực lượng tên lửa và pháo binh tới Nga tham gia tập trận chung với quốc gia đồng minh. Thông báo ngắn gọn cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm việc sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa trên một phạm vi quân sự chưa xác định ở Nga. Trước đó, Minsk cho biết họ cũng đã cử lực lượng phòng không tham gia tập trận chung với quân đội Nga. Theo các tuyên bố, binh sĩ Belarus đã được điều động trên máy bay vận tải IL-76 tới dãy Asluk thuộc vùng Astrakhan ở miền Nam Nga. Việc di chuyển lực lượng diễn ra trong bối cảnh Moscow cáo buộc Ukraine đưa lực lượng chính quy xâm nhập vào tỉnh Kursk. Diễn biến mới gián tiếp liên quan đến Belarus khi Kiev phóng thiết bị bay không người lái UAV tấn công tự sát qua không phận nước này. Theo các quan chức Belarus, Minsk không liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine, nhưng lực lượng phòng không của nước này được tích hợp với hệ thống phòng không của Nga đã chặn một số thiết bị bay không người lái và giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào những chiếc UAV khác. Hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin những thiết bị bay không người lái bị bắn rơi dường như đã được lắp ráp bởi Ukraine cùng với các kỹ sư NATO sau khi các địa điểm rơi của những chiếc UAV lạ được điều tra. Minsk trước đây từng cáo buộc Kiev tổ chức các hành động thách thức gần biên giới của mình. Trong bối cảnh xung đột ở vùng Kursk, cách Belarus khoảng 180 km, nước này đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biên giới giáp ukraine bộ quốc phòng belarus cho biết thêm một số lực lượng cơ giới của họ đã được đặt trong tình trạng báo động nhiều xe tăng và các phương tiện khác được triển khai bằng đường sắt đến các khu vực gomen và mozia dọc biên giới ukraine kiev cho biết việc xâm nhập vào lãnh thổ nga là nhằm mục đích gây áp lực buộc moscow phải chấp nhận một hòa bình công bằng theo một tù nhân ukraine tham gia vào vụ xâm nhập đã được cơ quan an ninh liên bang Nga thẩm vấn. Các binh sĩ thông báo rằng họ nên cố gắng chiếm càng nhiều lãnh thổ của Nga càng tốt để sau đó đổi lấy các vùng lãnh thổ khác mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã loại trừ khả năng đàm phán với Kiev do hành động của quân đội Ukraine. Ông cáo buộc họ tấn công bừa bãi thường dân Nga ở vùng Kursk. Tổng thống Putin đã chỉ rõ rằng Ukraine đang cố gắng phá hoại sự ổn định của Liên bang Nga bằng chiến dịch tấn công tỉnh Kursk nhưng kiev sẽ không thành công tại cuộc họp được truyền hình trực tiếp với các quan chức an ninh cấp cao và các thống đốc khu vực ông putin cho rằng giờ đây đã rõ lý do tại sao ukraine từ chối đề xuất quay lại với kế hoạch hòa bình của nga cũng như đề xuất của các bên trung lập theo ông có vẻ như kiev với sự giúp đỡ của phương tây đang thực hiện ý đồ của mình là tìm cách cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai Ông Putin cho biết mức độ tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng lên đáng kể, bao gồm cả đối với những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất đã thâm nhập qua biên giới. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Vừa qua, ông Tim Walsh đã có lần đầu tiên đăng đàn một mình tại Los Angeles với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu cho các nghiệp đoàn tại Los Angeles, ông Tim Walsh cam kết sẽ tham gia chính quyền để ủng hộ người lao động. Ông nêu rõ, Phó tổng thống Kamala Harris và tôi đều biết rõ ai đã xây dựng đất nước này. Các y tá, giáo viên và nhân viên chính quyền các bang và địa phương là những người đã xây dựng nên quốc gia này. Đó không chỉ là một câu nói suông mà là sự thật. Khi các nghiệp đoàn mạnh, nước Mỹ cũng sẽ mạnh. Vị thống đốc 60 tuổi của bang Minnesota đã gây sự chú ý lớn trên toàn quốc khi Phó tổng thống Kamala Harris chọn ông làm người đồng hành tranh cử. Với quyết định này, Đảng Dân chủ kỳ vọng sẽ củng cố sự ủng hộ của những người đàn ông da trắng thuộc tầng lớp lao động, nhóm cử tri đóng vai trò then chốt, có thể giúp đảng này chiến thắng tại các bang chiến địa như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Trong tuần trước, ông Owens và bà Harris đã đến thăm cả ba bang trên cùng hai bang khác là Arizona và Nevada, như một phần của chiến dịch vận động tranh cử cùng nhau. Giới quan sát nhận định, ông Tim Owens đã tạo ra sự tương phản rõ rệt so với bộ đôi đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa là ứng cử viên tổng thống Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống James David Vance. Ông Owens, người từng là một giáo viên trường công, một huấn luyện viên bóng bầu dục và cựu chiến binh, có phong thái khiến nhiều người Mỹ nghĩ đến chân dung về một người cha lý tưởng. Những người lao động có mặt trong sự kiện vận động tranh cử tại Los Angeles cũng đánh giá ông là người dễ gần, rất thực tế và là một người từng có vị trí xã hội như chúng tôi. Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Harris nhấn mạnh, bà và ông Owens là những chiến binh không biết mệt mỏi sẽ tiếp tục tranh đấu, thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội vì người dân Mỹ. Sau buổi vận động tranh cử ở Wisconsin, Bộ đôi liên danh tranh cử tiếp tục có buổi vận động ở thành phố Detroit, bang Michigan. Trong chiến dịch vận động tranh cử ở các bang Trung Tây lần này, bà Harris không chỉ giới thiệu người đồng hành của mình với các cử tri ruột, mà còn nâng cao uy tín tại các bang chiến địa, vốn có thể quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo The Hill, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã có buổi trả lời phỏng vấn với Đài Fox News. Tại đây, bà Haley cho rằng Đảng Cộng hòa và ông Donald Trump nên ngừng than vãn về việc bà Kamala Harris trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ. Thay vào đó là tập trung để giành chiến thắng ở các điểm bỏ phiếu. Bà Haley cho biết, Đảng Cộng hòa không nên ngạc nhiên về việc phải chạy đua với bà Harris. Đối thủ chính đã luôn là bà ấy ngay từ đầu. Không đời nào Tổng thống Joe Biden có thể tiếp tục tranh cử trong tình trạng sức khỏe như vậy. Mọi người cần ngừng than vãn về vấn đề này chúng ta đều biết ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sẽ là bà Harris. Cựu đại sứ Mỹ cũng tỏ ra đồng tình với bình luận của ông Trump về việc bà Harris đang né tránh những cuộc phỏng vấn, nhưng khẳng định đây không phải là vấn đề với chiến dịch của Đảng Cộng Hòa. Bà Haley nhấn mạnh, ông Trump hoàn toàn có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, nhưng cựu Tổng thống Mỹ cần chuyển trọng tâm trong các sự kiện vận động từ đám đông giả của bà Harris sang những chính sách thực chất để kết nối với cử tri. Sự cân bằng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể được định đoạt bởi một nhóm cử tri nhỏ. Đó là lý do chiến dịch của bà Harris đang tìm cách lôi kéo các cử tri Cộng Hòa không ưa thích ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris đã công bố chiến dịch thu hút sự ủng hộ của những cử tri Cộng Hòa không ưa cựu Tổng thống Donald Trump. Trong đó có cả các cựu thống đốc, nghị sĩ và các quan chức dưới thời ông Trump. Những cử tri Cộng Hòa mà chiến dịch của bà Harris hướng đến bao gồm các chính trị gia đã công khai chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump như cựu thống đốc bang Massachusetts, Bill Weld, cựu hạ nghị sĩ Denver, Rick Gilmore và cựu thư ký báo chí của chính quyền ông Trump, Stephanie Grisham. Các cử tri cộng hòa ủng hộ bà Harris sẽ xuất hiện trong các cuộc vận động của phó tổng thống tại các bang chiến trường, nhưng hiện vẫn chưa rõ chính xác những người nào sẽ có mặt. Bà Harris muốn dựa vào những người có tiếng nói trong Đảng Cộng hòa để chĩa mũi dù vào cựu tổng thống Donald Trump đặc biệt là nhóm cử tri từng ủng hộ bà Nikki Haley trong vòng bầu cử sơ bộ. Bà Haley đã dừng tranh cử hồi tháng 3, nhưng vẫn có hàng trăm nghìn cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho bà tại những cuộc bầu cử sơ bộ sau đó. Bà Stephanie Grisham nói, tôi có thể không đồng tình với Phó Tổng thống Harris trong mọi vấn đề, nhưng tôi biết bà ấy sẽ đấu tranh vì tự do của chúng ta, bảo vệ nền dân chủ và đại diện cho nước Mỹ một cách tôn nghiêm trên trường quốc tế. Reuters dẫn lời một quan chức Ủy ban Quốc đảng Dân chủ Mỹ (DNC) cho biết, ủy ban này sẽ chi 300.000 đô la Mỹ để đăng ký cho 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tới. Khoản tài trợ cho tổ chức Democrats Abroad, vốn đại diện cho thành viên Đảng Dân chủ Mỹ ở nước ngoài, sẽ được sử dụng để chi trả cho các chiến dịch đăng ký cử tri và tuyên truyền thông tin hướng dẫn về cách thức bỏ phiếu khi ở nước ngoài. Chiến dịch sẽ tập trung tại Mexico và châu Âu, nơi có nhóm người Mỹ sống ở nước ngoài lớn nhất. Các quan chức DNC cho biết có hơn 1,6 triệu người Mỹ quê ở các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin đang sinh sống ở nước ngoài và họ sẽ nỗ lực để có được từng phiếu bầu của cộng đồng này. Đó đều là những tiểu bang quan trọng để Phó Tổng thống Harris hoặc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo tuyên bố của DNC, DNC sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng bà Kamala Harris trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Cuộc bầu cử này sẽ được phân định thắng thua trong gang tấc và chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Mọi lá phiếu đều quan trọng, bao gồm cả lá phiếu của những người đang làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài. Trong khi đó, theo tờ Politico của Mỹ, một vấn đề lớn mà bà Harris cần giải quyết là tình hình kinh tế. Các cử tri đang lo lắng về lạm phát và tình trạng tài chính cá nhân và ứng cử viên Harris cần phải chứng minh khả năng của mình trong việc quản lý nền kinh tế. Trong các bài phát biểu gần đây, bà đã đưa ra một số cam kết về việc giải quyết tình trạng tăng giá, giảm chi phí và hạn chế phí dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, sự nhận thức của công chúng về nền kinh tế vẫn còn là điểm yếu lớn của Đảng Dân chủ và bà Harris cần phải làm việc chăm chỉ để cải thiện hình ảnh của mình trong lĩnh vực này. Một khảo sát gần đây cho thấy, ông Trump vẫn đang dẫn trước bà Harris về vấn đề kinh tế với cử tri cảm thấy rằng tình hình tài chính sẽ cải thiện hơn dưới thời Trump. Do đó, bà Harris phải chứng minh rằng bà có thể giải quyết các vấn đề kinh tế và đem lại sự ổn định tài chính cho các gia đình Mỹ. Sau khi bà Kamala Harris tiếp nối chương trình nghị sự kinh tế của ông Biden, bà Harris cũng bắt đầu đưa ra một số ý tưởng riêng, chủ yếu là những vấn đề gần gũi với các gia đình Mỹ như nghỉ phép có lương và hỗ trợ chăm sóc trẻ em thay vì xa vào các cuộc tranh luận chính sách gay gắt. Quan điểm này của bà Harris sẽ cạnh tranh trực tiếp với chiến dịch của ông Trump vốn đang thuyết phục cử tri rằng ông là tổng thống vì người dân lao động. Mới đây, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Josep Borrell đã tuyên bố ủng hộ Colombia và những nỗ lực của nước này làm trung gian nhằm tìm giải pháp ổn định tình hình tại Venezuela sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã thảo luận với những người đồng cấp Mexico và Brazil về tình hình Venezuela. Hiện Brazil, Mexico và Colombia đang dẫn đầu các nỗ lực hòa giải tại Venezuela sau bầu cử tổng thống. Trước đó, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela TSG tuyên bố các đảng đối lập ủng hộ ứng cử viên Edmundo González Urrutia tranh cử tổng thống đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng hay biên bản nào liên quan đến gian lận trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 7 vừa qua. TSG cũng cho biết, mặc dù đã nhận lệnh triệu tập, nhưng ông Edmundo Gonzalez Urrutia đã không có mặt tại tòa án. TSG đã bắt đầu các phiên điều trần đối với toàn bộ 10 ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua để thúc đẩy quá trình tòa án chứng nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử. Hồi đầu tháng 8, Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) công bố kết quả kiểm 96,87% số phiếu bầu. Theo đó, tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro giành chiến thắng với 51,95% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập Edmundo Gonzalez tuyên bố không công nhận kết quả trên. Liên quan cuộc bầu cử, cơ quan công tố Venezuela thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự để xác định trách nhiệm của một cổng thông tin điện tử phát tán thông tin sai lệch gây hoang mang trong công chúng, cũng như những đối tượng liên quan việc đăng tải các tài liệu giả mạo trên trang web này. Thông báo do Tổng trưởng lý Tarek William Saab Ký nêu rõ các tài liệu bị cáo buộc là giả mạo hoặc làm giả đã được đăng tải trên một trang web với mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp các chức năng của CNE. Văn bản này khẳng định những người chịu trách nhiệm đăng tải và duy trì trang web này sẽ bị điều tra liên quan nhiều tội danh, trong đó có chiếm đoạt chức năng của cơ quan chính phủ, làm giả tài liệu công, tội phạm máy tính và xúi dục bất tuân luật pháp. Ông William Saab cũng nhấn mạnh, cơ quan công tố đúng với nhiệm vụ theo hiến pháp là cơ quan chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc điều tra tội phạm sẽ luôn cảnh giác trước mọi hành vi làm suy yếu hòa bình và ổn định của đất nước. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Mới đây, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã dẫn đầu hàng trăm người Israel tiến vào cầu nguyện ở đền Al-Aqsa, vốn là địa điểm linh thiêng của đạo hồi. Khu đền Al-Aqsa nằm ở đông Jerusalem, vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng, trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sắp nhập trái phép sau đó. Theo quy ước lâu nay, người Do Thái được phép thăm khu đền nhưng không được cầu nguyện tại đó. Việc ông Ben Gavir đến khu vực này được cho có thể châm ngòi cho cuộc xung đột mới trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas của người Palestine ở giải Gaza vẫn chưa kết thúc. Hãng tin AFP cho hay, sau động thái của Bộ trưởng Ben Gavir, Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc quan chức theo đường lối cực hữu trong chính phủ Israel này gây hại cho những nỗ lực đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel nêu rõ Mỹ kiên định lập trường ủng hộ việc bảo vệ nguyên trạng lịch sử liên quan những địa điểm linh thiêng của Jerusalem và mọi hành động đơn phương gây nguy hiểm cho nguyên trạng như vậy là không thể chấp nhận được. Thậm chí, Mỹ cho rằng hành động này làm giảm đi vai trò thúc đẩy của Washington tại thời điểm sống còn đối với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở giải Gaza. Sau ông Patel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra tuyên bố với những lời lẽ gay gắt khi cho rằng ông Ben-Gvir đã thể hiện thái độ coi thường trắng trợn đối với hiện trạng tại nhà thờ Al-Aqsa. Báo Times of Israel đưa tin Ngoại trưởng Blinken đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngăn chặn xảy ra thêm các hành động khiêu khích sau sự kiện trên, nói rõ chúng tôi sẽ trông cậy vào chính phủ Israel để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Đồng quan điểm với Mỹ, Liên hợp quốc cũng lên án hành động của ông Ben-Gvir, đánh giá động thái này mang tính khiêu khích thái quá. Từ Paris, Bộ Ngoại giao Pháp chỉ trích buổi cầu nguyện của Bộ trưởng Ben-Gvir là hành vi khiêu khích không thể chấp nhận được, đồng thời hối thúc Israel tôn trọng hiện trạng tại địa điểm linh thiêng thứ ba của các tín đồ hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập cùng ngày cũng đã kịch liệt lên án chuyến đi của ông Ben Gavir, coi đây là hành vi khiêu khích và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Ba nước cảnh báo những hành vi vi phạm như vậy có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Trong một diễn biến liên quan, mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza có thể ngăn Iran tấn công Israel nhằm đáp trả vụ thủ lĩnh chính trị Hamas Isma'il Haniyeh bị ám sát, theo hãng tin AFP cho biết như vậy. Ông Biden đưa ra phát biểu sau khi Iran bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về kiềm chế với Israel. Với câu hỏi rằng liệu một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Iran hay không, ông Biden nói đó là kỳ vọng của tôi. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng mặc dù các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đang trở nên khó khăn, nhưng ông sẽ không bỏ cuộc. Ông Biden nói với phóng viên, chúng ta sẽ xem Iran làm gì và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Báo chí Israel tuần qua đưa tin khi phát biểu trước các nghị sĩ trong một cuộc họp hẹp về an ninh, ông Galan nói rằng mục tiêu mà Thủ tướng Netanyahu đặt ra về việc phải giành được chiến thắng tuyệt đối trước Hamas là điều vô nghĩa. Ông Galan cho rằng những ai khẳng định có thể đạt được điều này chỉ là anh hùng khua chống chiến tranh. Ông Galan cho hay, các điều kiện hiện nay cho một cuộc xung đột ở Liban trái ngược hẳn với những gì đã diễn ra vào đầu chiến sự. Theo The Times of Israel, dẫn lời ông Galan cho biết, tôi sẵn sàng tranh luận bằng sự thật và hành động. Tôi có thể yếu về phương tiện truyền thông và chính trị, nhưng về an ninh, tôi biết mình đang nói gì. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, phát biểu của ông Galan ảnh hưởng xấu đến việc đàm phán để các con tin bị giam giữ ở giải Gaza được trả tự do. Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh, khi ông Galan đưa ra những phát biểu chống Israel, ông ấy đã đe dọa cơ hội đạt được thỏa thuận con tin. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cũng nói rằng, ông Galan có nghĩa vụ phải thực hiện hai mục tiêu của Israel ở giải Gaza, xóa sổ Hamas và giải thoát những con tin bị Hamas bắt từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Đây là một trong hàng loạt mâu thuẫn công khai giữa Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel trong hơn 10 tháng giao tranh ở giải Gaza. Trước đó, hồi đầu tháng 8, theo tờ Jerusalem Post, Thủ tướng Israel Netanyahu dự định sa thải Bộ trưởng Galan sau khi ông trở về từ chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị trì hoãn do tình hình an ninh ngày càng căng thẳng ở Israel. Cuộc đấu khẩu trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với kịch bản tấn công tiềm tàng từ Iran và nhóm Hezbollah hậu sự kiện ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran, Iran cuối tháng 7. Những người chỉ trích cho rằng ông Netanyahu quan tâm đến mục tiêu đánh bại Hamas và giữ ghế của mình hơn việc giải thoát các con tin. Những thành viên cực hữu trong chính phủ liên minh dọa sẽ khiến chính phủ Israel sụp đổ nếu thỏa thuận được chấp thuận. Vừa qua, quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell nói với CNN rằng ông sẽ đề xuất trừng phạt hai bộ trưởng cực hữu của Israel là Bezalel Smotrich và Itamar Ben Gvir. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich nói rằng việc bỏ đói 2 triệu dân ở giải Gaza cho đến khi các con tin Israel được trả tự do là điều hợp đạo đức. Nhiều gia đình con tin Israel cáo buộc Thủ tướng Netanyahu cá cược với số phận người thân của họ để chính phủ tiếp tục tồn tại. Mỹ Ai Cập và Qatar tiếp tục thúc giục Israel và Hamas quay lại bàn đàm phán để xem xét đề xuất bắc cầu cuối cùng. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra ngày 15 tháng 8 tại thủ đô Cairo của Ai Cập hoặc Doha của Qatar. Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên hợp quốc, UNRWA ước tính rằng đến đầu tháng 7, khoảng 330.000 tấn rác thải rắn ở Gaza đủ để lấp đầy hơn 200 sân bóng đá vẫn chưa được chôn cất hoặc xử lý. Giáo sư Nadav Davidovich, lãnh đạo khoa quản lý hệ thống y tế tại trường y tế công cộng thuộc Đại học Ben Gurion của Negev Israel, đánh giá rằng sau 10 tháng giao tranh, tình hình y tế và vệ sinh ở Gaza rất tồi tệ, với hậu quả nghiêm trọng và lan rộng. Trong đó bao gồm cả nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, nhiễm trùng và các mối nguy hiểm khác về môi trường. Giáo sư Davidovich còn đề cập đến đợt bùng phát bệnh bại liệt hiện nay ở Gaza. Cuối tháng 6, cơ quan y tế Gaza cho biết đã phát hiện chủng CPV2 của virus bại liệt trong mẫu nước thải ở Khan Yunis và nhiều nơi ở miền trung Gaza. Đầu tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo gửi hơn 1 triệu liều vaccine phòng bại liệt đến giải Gaza. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cũng nhận định hành động thù địch và những vụ không kích liên tục vào giải Gaza đã gây thương vong hàng loạt trong những tuần gần đây. Gia tăng khó khăn đối với các tổ chức nhân đạo trong việc sơ cứu, cấp cứu và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, tổ chức Pax tại Hà Lan gần đây đã phân tích hình ảnh vệ tinh cùng các dữ liệu nguồn mở khác và phát hiện ra rằng có hơn 225 đống rác khổng lồ ở giải Gaza. Mỗi ngày, thêm 2.000 tấn rác thải bổ sung vào những đống rác này. Chỉ một phần nhỏ trong số chúng được chôn hoặc xử lý đúng cách. Pax cũng quan ngại về hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và môi trường mà điều này gây ra cho cư dân Gaza tờ Times of Israel cho biết, đáng chú ý từ trao đổi với các chuyên gia và dựa trên thông tin của nhiều nghiên cứu khác, có thể thấy rủi ro về sức khỏe còn đe dọa những người lính lực lượng phòng vệ Israel IDF tại giải Gaza và một số cư dân Israel. Nhà báo Win Gwinnenberg, người biên soạn báo cáo Pax, giải thích rằng có ba trung tâm chôn lấp rác có tổ chức ở Gaza trước khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, không còn trung tâm nào trong số đó hoạt động ở thời điểm này. Lo ngại tương tự đã được đề cập từ năm 2019 sau các vòng xung đột trước đó giữa Israel và Hamas. Một báo cáo được công bố vào thời điểm đó do giáo sư Nadav Davidovich cùng các đồng nghiệp phát hiện ra rằng rủi ro đáng kể nhất đối với Israel là ô nhiễm nước biển, sông ngòi, bãi biển và các hồ chứa nước uống ở Israel do những khiếm khuyết trong xử lý nước thải ở Gaza. Các tác giả lưu ý rằng tác nhân gây bệnh trong các dòng nước từ Gaza chảy về phía Bắc hướng tới Israel có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước, thậm chí xa tới Asdod, thành phố lớn thứ 6 của Israel. Hơn nữa, họ còn cảnh báo về sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Israel nhận thức rõ tình hình ở Gaza và những rủi ro mà nó gây ra cho binh sĩ nước này, trong đó có nguy cơ dịch bệnh sẽ lan sang lãnh thổ. Gần đây, có thông tin cho biết IDF đã bắt đầu tiêm vaccine phòng bại liệt cho binh sĩ được triển khai đến Gaza. Ngoài ra, quân đội Israel tuyên bố đang hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau để cung cấp vaccine phòng bại liệt cho người dân Palestine ở Gaza. Theo quân đội Israel, kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 10 tháng, khoảng 300.000 liều vaccine phòng bại liệt đã được gửi đến Gaza. Israel cũng đang thúc đẩy công việc sửa chữa hệ thống vệ sinh tại các địa điểm tị nạn của người Palestine ở Gaza. Giáo sư Davidovich kết luận, cuối cùng tất cả chúng ta đều sống trong cùng một khu vực, ngoài thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân ở Gaza đặc biệt là trẻ em và các nhóm yếu thế khác bao gồm cả các con tin Israel sẽ có sự lây lan. Ngoài yếu tố nhân đạo và đạo đức, việc giải quyết vấn đề cũng có tính chiến lược cần phải được tính đến. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo, Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi đã cùng phó tổng tham mưu trưởng, Tổng cục tình báo, Tổng cục tác chiến, hội đồng tham mưu trưởng, lãnh đạo các bộ tư lệnh trực thuộc đánh giá tình hình và phê chuẩn kế hoạch tác chiến ở nhiều mặt trận. Thông cáo của IDF cho biết, Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh quân đội cần duy trì mức sẵn sàng tác chiến cao và nỗ lực chuẩn bị cho cả tấn công lẫn phòng thủ. Trước đó, nguồn tin khu vực Trung Đông tiết lộ với đài Fox rằng Iran có thể tấn công Israel chung với lễ Tisabaf của người Do Thái. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể tấn công Israel vì lo ngại xảy ra cuộc tấn công mới. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Cuộc tấn công có thể diễn ra trong tuần này. Tuy nhiên, ông Kirby vẫn chưa rõ chính xác thời gian diễn ra. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thông tin Mỹ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời cam kết bảo vệ Israel bằng cách điều động thêm nhiều tài sản quân sự đến khu vực này nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Iran cùng đồng minh thời gian qua nhiều lần công khai đe dọa đáp trả Israel sau khi thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Dù Tel Aviv đến nay vẫn không nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo đánh giá Iran có thể tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào Israel bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc nhiều loại vũ khí khác. Tuy nhiên, khả năng Iran và nhóm ủy nhiệm mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel cũng bị chi phối bởi các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin giữa lực lượng Hamas do Iran hậu thuẫn ở Gaza và Israel. Ông Kirby nói thêm, rất khó để xác định cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị đối phó các cuộc tấn công. Người phát ngôn IDF, ông Daniel Hagari cũng nói rằng trong những ngày qua chúng tôi liên tục theo dõi đối phương và những diễn biến ở trung đông đặc biệt là hezbollah và iran chúng tôi đánh giá nghiêm túc mọi phát ngôn của đối phương do đó đang duy trì mức sẵn sàng cao nhất trong cả phòng thủ lẫn tấn công ông khẳng định toàn quân được đặt trong tình trạng báo động cao nhất không quân israel đã tăng cường tuần tra hướng liban sẵn sàng phát hiện và chặn đứng các mối đe dọa bộ trưởng quốc phòng israel Yoav galan cũng nhấn mạnh quân đội đang củng cố năng lực phòng thủ sẵn sàng đối phó kịch bản Iran và Hezbollah tung đòn tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin mới đây đã ra lệnh cho tàu ngầm hạt nhân USS Georgia tới khu vực Trung Đông do Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, Sencom phụ trách. Con tàu này có thể tung ra đòn đánh phủ đầu rất kinh hoàng với 154 tên lửa hành trình Tomahawk. USS Georgia là tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Con tàu có lượng giãn nước 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 m. Mặc dù tàu ngầm này đã có mặt ở địa trung hải hồi tháng 7, nhưng Washington hiếm khi thông báo công khai việc triển khai tàu ngầm. Tomahawk là loại tên lửa hành trình cung cấp khả năng tấn công tầm xa chủ lực của hải quân Mỹ và Anh, sắp tới là Nhật Bản và cả Úc. Được mệnh danh là sứ giả chiến tranh, tên lửa hành trình Tomahawk được coi là loại vũ khí đánh phủ đầu mạnh nhất hiện nay của Mỹ. Chúng được phát triển với nhiều biến thể có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm trên biển. Ở phiên bản trang bị cho tàu ngầm, tên lửa được bắn khỏi dàn phóng bằng một mô đun sơ tốc có chứa thuốc phóng. Sau khi đạt gia tốc cần thiết, mô đun sơ tốc bị tách bỏ, động cơ phản lực mini hoạt động và đẩy quả đạn theo hành trình của nó. Hiện biến thể mới nhất trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân mang định danh RGM UGM 109E Tomahawk. Đây cũng là loại tên lửa hành trình tầm xa, có khả năng phòng thủ cao, bay thấp nên khó bị phát hiện bằng radar. Các thiết bị chính bên trong bao gồm hệ thống dẫn đường, mô đun tấn công, đầu đạn, hệ thống lái, khoang nhiên liệu và động cơ phản lực. Phiên bản mới nhất trang bị trên tàu ngầm đạt tầm bắn 1.600 km. Ngoài phiên bản trang bị thuốc nổ cực mạnh, đầu đạn Tomahawk còn có thể mang bom chùm BLU-97B để loại bỏ các đoàn xe tăng hoặc thiết giáp. Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio cải biên đang là phương tiện có thể mang theo số lượng tên lửa hành trình Tomahawk lớn nhất của hải quân Mỹ. Từ số lượng này, chúng có thể tung đòn đánh phủ đầu kinh hoàng nhằm vào đối phương. Đài Fox News mới đây cho biết, các xạ thủ hàng đầu của Mỹ đang di chuyển vào vị trí ở Trung Đông. Với việc điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu ngầm USS Georgia đến Trung Đông giữa căng thẳng gia tăng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang đảm bảo rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Sencom đã sẵn sàng kiềm chế Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này nếu Tehran tấn công Israel trong vài ngày tới. Các phi công tiêm kích chi thịt F-22 của không quân Mỹ đã dỡ hành lý tại một căn cứ ở Trung Đông sau khi họ tới đây. Chuyên gia chính trị người Mỹ Rebecca Grant liệt kê thêm nhiều lựa chọn khí tài hàng đầu khác của Washington. Quân đội Mỹ đã điều tàu ngầm Georgia mang tên lửa hành trình Tomahawk có biệt danh sứ giả chiến tranh tới Trung Đông. Ngoài tàu ngầm Georgia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin có yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln mang theo tiêm kích tàng hình F-35C tăng tốc tới khu vực Trung Đông để tăng viện cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Những máy bay phản lực tàng hình trên tàu sân bay này có radar và các khả năng cảm biến khác rất mạnh, được biết đến là có thể đe dọa Iran. Trong một diễn biến bất thường, một phi đội thủy quân lục chiến Mỹ điều khiển F-35C, các thủy quân lục chiến khác lái biến thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng F-35B với tàu đổ bộ. Phi đội tiêm kích tàu sân bay VMFA-314, biệt danh Hiệp sĩ Đen, huấn luyện và bay như một phần của phi đội không quân tàu sân bay 9. Ngoài ra, phải kể đến fa 18 f Super Hornet, máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay kiêm máy bay tấn công. Lực lượng này bận rộn cả ngày lẫn đêm với các cuộc tuần tra trên không, ứng phó với hầu thi ở Biển Đỏ. Trong khi đó, lựa chọn tấn công hàng đầu được các chuyên gia điểm tên là tiêm kích F-15E Strike Eagle. Những chiếc F-15E có thể mang tên lửa đối không và hầu hết các vũ khí đang có của không quân Mỹ. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn điều thêm lực lượng tới Trung Đông trong lúc căng thẳng tại khu vực gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thực hiện mọi bước có thể để bảo vệ Israel và lưu ý đến việc tăng cường năng lực và thế trận quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông trước bối cảnh căng thẳng gia tăng nghiêm trọng sau khi lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran. Tehran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc và thề sẽ đáp trả kiên quyết. CNN dẫn lời các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập nói rằng thủ lĩnh chính trị Hamas, Sinwar, đang nghiêm túc về các cuộc đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Israel trong bối cảnh cuộc xung đột giữa phong trào này và Tel Aviv kéo dài 10 tháng qua đã khiến gần 40.000 người Palestine thiệt mạng. Theo những người này, một hội nghị về chấm dứt xung đột và trả tự do cho những con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Tuy nhiên, hiện còn nhiều nghi vấn xoay quanh việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liệu có sẵn sàng đàm phán ngừng bắn bất chấp những áp lực chấm dứt cuộc xung đột đến từ trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng. Thủ tướng Israel đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc xung đột cho đến khi Hamas bị loại bỏ hoàn toàn và tất cả các con tin người Israel trở về nhà. Trước đó, đại diện của phong trào Hamas cho biết họ không có kế hoạch cử phái đoàn đến tham gia các cuộc đàm phán mới vì cho rằng chúng không thể mang lại kết quả đột phá. Thay vào đó, lực lượng này kêu gọi các bên trung gian trình bày một kế hoạch để thực hiện các đề xuất được nhất trí vào ngày 2 tháng 7 năm 2024. Dựa trên tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thay vì tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo hoặc các đề xuất mới. Mặc dù vậy, Bộ ngoại giao Mỹ đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình ở Gaza sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Cơ quan này cũng tin tưởng một thỏa thuận ngừng bắn vẫn là điều khả thi, ngay cả khi Hamas không cử phái đoàn tham gia vòng đàm phán mới tại Doha. Tổng thống Joe Biden cũng cho biết, thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Theo đó, Washington có thể gây áp lực để Tel Aviv chấm dứt xung đột. Ông Biden hồi tháng 5 đã công bố đề xuất 3 giai đoạn cho lệnh ngừng bắn mới Gaza. Giai đoạn đầu gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện dài 6 tuần. Lực lượng Israel phải rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và Tel Aviv sẽ thả hàng trăm tù nhân Palestine. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều vòng đàm phán và lệnh ngừng bắn ở Gaza đã thất bại, ngoại trừ lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Hamas đã thả hàng chục con tin để đổi lấy hàng chục tù nhân Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Phía Ukraine mới đây tung tin đã có binh sĩ Nga đầu hàng khi giao tranh với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Tuy nhiên, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, đã cho biết không một binh sĩ nào của lực lượng đặc biệt Akhmat đầu hàng theo hướng Kursk. Ông Alaudinov nói đối phương bị đặt rất nhiều chuyện về việc các binh sĩ của đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat đầu hàng về các chiến binh Aida, nhưng điều thú vị nhất là không một chiến binh nào của chúng tôi đầu hàng. Ông Sergei Politaev, một nhà phân tích thông tin và nhà báo, đồng sáng lập và biên tập viên của dự án Vatfor, cho biết Kiev đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để đảo ngược sau những bất lợi do khả năng đột phá tiền tuyến yếu kém vào mùa hè năm ngoái và chiến dịch trên biển Azov kết thúc thất bại. Theo đánh giá, Kiev đã liên tục tìm cách vượt qua ranh giới đỏ của phương Tây bằng mọi biện pháp cần thiết cho rằng không cần phải lo sợ căng thẳng vì Nga có khả năng trả đũa hạn chế. Với sự thay đổi sắp diễn ra ở Nhà Trắng, Kiev đã nhìn thấy cơ hội. Họ có thể xem đây là thời điểm thuận lợi để đặt cược và đẩy đội ngũ mới ở Washington vào một việc đã rồi, rằng Ukraine có thể tiến bước thành công trên lãnh thổ Nga. Việc ủng hộ Ukraine là vì lợi ích của Mỹ. Ngay cả thành công một phần ở Kursk chỉ giành được một thị trấn cũng sẽ cho phép Kiev đòi hỏi nhiều hơn từ Washington việc nga chắc chắn sẽ đáp trả bằng cách củng cố khả năng phòng thủ ở đây cũng không thành vấn đề tác động của truyền thông như kiev hình dung sẽ kéo dài chừng nào chiến tuyến còn cắt ngang vùng lãnh thổ của nga ngay cả một kết quả có tổng bằng không nếu cuộc đột kích phải bị hủy bỏ cũng có thể được coi là một chiến thắng với ukraine từ quan điểm của kiev một canh bạc như vậy đáng giá cho các lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu một mục đích khác là nhằm khuấy động sự bất bình trong nước nga cố gắng khắc họa tổng thống vladimir putin là người yếu đuối và đưa ra những quyết định hấp tấp. Theo các chuyên gia, có 3 kịch bản tiềm tàng cho diễn biến tiếp theo ở Kursk. Thứ nhất, Nga có thể chuẩn bị một lực lượng đặc nhiệm để thực hiện chiến dịch xuyên biên giới của riêng mình bằng cách mở mặt trận thứ hai chính thức, có thể nhắm vào Sumy hoặc thiết lập một vùng đệm tương tự như ở Kharkov. Đây sẽ là phương án đáp trả quyết liệt nhất của Moscow. Nó không chỉ đảm bảo an ninh cho Kursk và các khu vực lân cận, mà còn đưa ra câu trả lời rõ ràng và trực tiếp cho cuộc đột kích của Ukraine. Nhưng nếu không tổ chức huy động thêm quân, Moscow có thể thiếu sức mạnh cho mặt trận thứ hai. Việc duy trì tiền tuyến dọc theo giải biên giới kéo dài đòi hỏi một lực lượng khá lớn vốn có thể cần thiết ở những nơi khác. Thứ hai, Kiev có thể có một số lữ đoàn mới được huấn luyện tốt và được trang bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công mới vào các vùng khác của Nga. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Kiev có lực lượng như vậy. Cuối cùng, kịch bản thứ ba dường như rất có thể dựa trên quan điểm của Điện Kremlin, vô hiệu hóa các hành động của Kiev bằng các nguồn lực sẵn có, giải tỏa khu vực biên giới nơi các đơn vị Ukraine xuất phát và ngăn chặn đột phá ở nơi khác. Điều này cho phép Nga tiếp tục chiến lược mà họ tin là có lợi nhất. Sau thời gian giao tranh tích cực ở khu vực Kursk của Nga, vẫn chưa rõ liệu quân đội Nga khi nào có thể ngăn chặn đẩy lùi bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine ở đó. Việc Ukraine tấn công vào đất Nga là hoạt động táo bạo nhất của Kiev kể từ cuộc phản công ở khu vực Kharkov và Kherson vào mùa thu năm 2022. Các nhà phân tích nói rằng mục đích chiến dịch do Ukraine tiến hành ở khu vực Kursk có thể là mong muốn cho cộng đồng thế giới thấy những lập luận về làn danh đỏ. Tờ AFP nói rõ, trước đây đã có cuộc tranh luận sôi nổi ở Washington, Berlin và trên các phương tiện truyền thông về làn danh đỏ của Điện Kremlin nếu vi phạm có thể dẫn đến thế chiến thứ ba và chiến tranh hạt nhân. Một trong số đó là việc Ukraine đưa cuộc xung đột sang lãnh thổ Nga, cụ thể là những vùng được quốc tế công nhận về mặt pháp lý thông qua sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây. Theo chuyên gia Andres Umlen, một nhà phân tích tại Viện quan hệ quốc tế Thụy Điển, điều lo ngại đã xảy ra. Ông Umlen tin rằng lần này lực lượng vũ trang Ukraine đã thể hiện khả năng thực hiện những bước đi bất ngờ. Cần nhấn mạnh rằng những gì đang xảy ra ở vùng Kursk là trường hợp đầu tiên như vậy kể từ Thế chiến thứ hai khi quân đội nước ngoài xâm chiếm khu vực đó. Hơn nữa, Hoa Kỳ và EU thực sự đã hỗ trợ Ukraine khi thông báo cho nước này về quyền được tiến hành một bước đi như vậy. Trong diễn biến có liên quan, người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga là ông Anton Alikhanov mới đây đã cho biết, kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng sản lượng bom trên không lên tới 55 lần. Bên cạnh đó, tốc độ sản xuất các loại vũ khí, trang bị khác cũng tăng rất nhanh. Ví dụ như, sản lượng đạn pháo đã tăng gấp 15 lần và sản lượng xe tăng tăng gần 7,5 lần. Ông Ali Khanov nhấn mạnh, các công ty quốc phòng Nga cũng tăng cường sản xuất xe chiến đấu bộ binh bọc thép hạng nhẹ, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và vũ khí có độ chính xác cao. Ông Ali Khanov nói thêm rằng, hàng nghìn vũ khí và thiết bị quân sự đang được sử dụng tại khu vực xung đột, trong đó có khoảng 300 loại đang có nhu cầu đặc biệt. Bộ trưởng lưu ý rằng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tiếp tục tăng khối lượng sản xuất các sản phẩm có nhu cầu. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc hiện đại hóa và mở rộng cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực và tốc độ tăng trưởng nhịp nhàng của năng suất lao động tại các doanh nghiệp. Vào tuần trước, Kiev đã phát động một kế hoạch quân sự xuyên biên giới lớn vào vùng Kursk của Nga, mặc dù phải chịu những thất bại ở những nơi khác trên tiền tuyến. Cơ quan an ninh của Moscow FSB mới đây tuyên bố đã bắt giữ một binh sĩ Ukraine trong cuộc giao tranh ở vùng Kursk với sự giúp đỡ của người dân địa phương. Binh sĩ bị bắt giữ này khai tên là Ruslan Poltoraski, 26 tuổi, và nói rằng anh ta là thành viên đang tại ngũ của lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine. Poltoraski nói trong cuộc phỏng vấn với FSB rằng người chỉ huy đã ra lệnh cụ thể cho chúng tôi bắn vào chân những người đàn ông và ném họ vào tầng hầm. Loại bỏ họ nếu có vũ trang, dường như ám chỉ cách anh được cho là phải đối xử như thế nào với thường dân nga. Anh nói thêm, sau khi kiểm soát các khu định cư ở biên giới, chúng tôi lấy đi mọi thứ lọt vào mắt mình, những thứ có giá trị và dễ mang theo. Poltoratsky cho biết trong cuộc xâm nhập, anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện qua radio bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan và những gì anh tin là tiếng Pháp. Poltoratsky cho hay, tôi không hiểu chính xác những gì họ nói vì tôi không nói được những ngôn ngữ đó nhưng tôi nghĩ là họ đang trao đổi nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động ở Kursk. Binh sĩ Ukraine này còn cho biết việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các vùng biên giới của Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 7. Binh sĩ này cho hay Ukraine được cho là hy vọng kiểm soát được các vùng biên giới để sau đó mặc cả với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình. Để đạt được mục đích này, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch tiến đến Kursk và Belgorod để kiểm soát thêm lãnh thổ cho một thỏa thuận mặc cả trong tương lai. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây đưa nhiều thông tin đồn đoán về lý do nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky lại theo đuổi chiến dịch này. Việc chiếm giữ một trung tâm quận tương đối hẻo lánh dường như không đáng để làm tổn hại đến các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của quân đội Ukraine. Các hoạt động chính đang diễn ra ở Donbass, nơi lực lượng Nga dù tiến chậm nhưng dường như khó cản, là nơi rất cần các lữ đoàn Ukraine mới còn đầy nhiệt huyết. Kinh nghiệm mùa hè năm ngoái chứng minh khả năng đột phá tiền tuyến của Ukraine kém hơn đáng kể so với quân đội Nga. Chiến dịch trên biển Azov đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Theo ông Sergei Politaev, một nhà phân tích thông tin và nhà báo, Kiev đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để đảo ngược xu hướng này. Quân đội Ukraine đã có một số tiền lệ đáng chú ý là chiến dịch Kharkov vào mùa thu năm 2022. Cùng với Kherson, đây là một trong những thành công quân sự ít ỏi của Kiev. Việc Kiev sử dụng lại chiến thuật này dường như hợp lý, nhưng đòi hỏi phải tìm ra những điều kiện thích hợp trên chiến trường. Tuy nhiên, những điều kiện đó lại không có ở mặt trận Kursk. Với sự thay đổi sắp diễn ra ở Nhà Trắng, Kiev đã nhìn thấy cơ hội. Các thông tin dò dỉ chỉ ra rằng các đại diện của Kiev đã liên lạc với các cố vấn của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris, chứ không phải Tổng thống sắp mãn nhiệm Biden trong thời gian qua. Họ có thể xem đây là thời điểm thuận lợi để đặt cược vào đội ngũ mới ở Washington nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại